cảm ơn mọi người đến với gia đình của em. Vô đây là anh lính xuất ngũ mới về, vô nhà chơi em Trinh. Anh nhiệt đã đang gì mệt mỏi quá. Đây là gia đình con cháu của bà, con cháu bà ông chúng bà chúng các thế hệ đang quay phim, đang giới thiệu dòng tộc. Đây là gia đình họ Nguyễn của mình, gồm có các anh chị sau đây: anh Kẻ, anh Lê Văn Chí, anh còn ở đó không ta? Nguyễn ơi, trưởng tộc, không có ở nhà nha. Đây mới có em bé. Mẹ đâu đâu chị chào đây rồi. Sau đó là tới gia đình bác Tốt. Đây. Bác Tốt là đại diện. Trưởng nữ. Thì ông anh nhà tôi nay địch xì thì giờ sụp quá. Yo, mỗi người được 20.000. Rồi, đâu. Anh tí địch xì 300. Trời ơi. Nhất anh tí. Đây tí ơi. Địch xì cho cái gì nữa? Cái gì nữa đấy? Thôi để mai cái gì xuống thì chỉ tận tay để cái gì vậy? Đây của tay gì à? Mai khi xuống lịch sử nhá. Chạy đây. Mai khi xuống thì chỉ tận tay nhá. Đâu nữa hả? Em ơi, anh mê lịch sử chị em nè. Ok, mai anh tí lịch sử, anh chị lịch sử nhá. Sáng mai đưa tay thì xuống đây nha. Mai, chúc mừng năm mới. Thôi mọi người, lên xe đi thôi. Đây, lên xe lại. Đã, xin ba đứa rồi. Đó. Đây, ba đứa là mời chúc cho ba cháu năm mới là sức khỏe, vui vẻ, có người làm công việc tốt, dành nhiều tiền là đầu năm. Đi một cuối năm phải đi đôi, đứa nào đi đôi à? Đi đôi. Này đi ba. Đây là xây nhà cái này đi bà. Đây nè, cuối năm cưới luôn. Đi bà buổi đây. Xuân mới yêu thương. Tí đang dọn tiền lì xì à. Rồi, rồi, mọi người lên đường ra một. Ra một đọc kênh. Không khí sáng nay rất là mát, đúng như ngày mùng 1 Tết âm lịch. Hoa cũng đã nở. Đó, giờ đưa chụp hình luôn nha bạn. Ngồi thấp xuống. Đó, một này. Chó mèo hết rồi. Rồi. Nhuộm thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa của Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, con trên hết mọi tội, con trên hết mọi sự. Con dốc lòng Chúa ra và nhớ ơn Chúa. Thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng hàm. Mẹ cha cho con ở trên trời, con người trên trời, là xa nơi cha chỉ để đi cha để nhìn đỡ cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con tha thứ cho Maria để ơn Chúa đã chữa chữa cùng bà và con cũng làm mọi người nữ và Giêsu. Được lão. Cứ đẹp trai như vậy là chào, đó rồi. Chào, khỏe chúng ta vui vẻ với các cháu luôn. Năm nào cũng vậy, gặp được nhiều cháu là nó không vui vẻ đâu. Không có nhiều cháu mà. Mỗi năm cũng thấy các cháu về là như thế còn không. Năm nào con cháu đây đầy nhà quá vui luôn. Con cháu ra đây chụp hình với đây. Chú bộ đội. Chào. Đây đấy nhiều rồi. Chúc mừng công đã xuất ngũ. Đi mọi người bảo rồi. Đi bơi về bảo tăng độ quá rồi. Chết rồi, trời ơi, chưa thẳng bây giờ thật rồi. Đi bộ đội về căng mẹ rồi. Đi bộ đội về căng mẹ rồi.
Không xong rồi đại Dương ơi. Công ngủ rồi. Thở là nước ơi. Công ngủ rồi. Rồi con cháu nữa thôi, lấy chục thôi. Bà ra. Cảm ơn bà nhiều lắm. Con ơi, chúc bà có nhiều sức khỏe, được vạn sự như ý. Con cháu lúc nào cũng đông vui đầy đàn như vậy, quá vui. Năm nào cũng vui, quá trời vui. Bỏ ra lúc thằng cây, Trời ơi, chúc mừng năm mới chúng Hòa. Nón đội quá. Gia đình hạnh phúc. Cứ vậy thì vui vẻ đi ơi. Cuộc sống là vui vẻ, làm ăn là phát tài phát lộc. Tiền cứ vô như nước được rồi ha. Đi ăn rồi đi phải với đi ăn. Đúng rồi. Ghê là bóc bao lì xì ha. Dữ ba vừa làm gì vậy? Gia đình bác Linh đã đến rồi. Năm nay đông quá. Năm sau mua xe hơi nhanh lên. Rồi ơi. Ở năm mới khỏe năm mới chúc khỏe ông và cho ông cho năm mới sức khỏe tôi sao. Rồi năm mới chúc anh nhiều sức khỏe luôn. Vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Đi sớm vậy, hên xui hả? Cày sớm vậy. Kiếm đi lịch sĩ. Đi đâu. 10.000 bán hả? Đây. 10.000. Ghê vậy, bù bốn nước, đâu có tiền ăn được hai cục, đi dở mà cái thử mà, rồi đông tiền mà, đây là hội đàn ông, đây là hội phụ nữ, đây em bé mấy tháng, năm tháng hả chị, mấy tháng rồi, một tuổi á. Nhanh người ta đi luôn kìa, trời ơi, người ta đi luôn được rồi cơ mà, trời ơi, nhìn trai này, gái trai gái đây, đây là dàn các em gái hot girl đang chuẩn bị kiếm chồng đại gia ở nước ngoài này. Em muốn đi đâu? Nhỏ này nhìn mặt giống Trung Quốc rồi, để qua Trung Quốc thôi em. Con nhỏ này đi Hồng Kông hả? Với Thượng Hải hả? Con nhỏ này đi đâu? Nhỏ đi Đài Loan luôn rồi. Đi chuyển giới. Mới đi chuyển giới hả? Con lại đi Hải nữa rồi đấy. Đi Hào. Hồi con kia đi Trung Quốc. Nhìn thấy tí, chụp hình nè, 1, 2, 3. Rồi, hộp phụ nữ nữa, chụp hình nữa ơi. 1, 2, 3. Rồi, ba chúng ta thấy bé có chụp hình à. Vô Hương. 2, chị Hương. Bà vô ơi. Đi. Ông ơi ông, cháu yêu ông lắm.
chúc tuổi bà. Chúc chú làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Chú làm về sao từ đây? À, chú làm về sao? Chú làm về sao? Xuống ông, xuống ông, để cho ông vui lắm. Sao không muốn vậy? Review là để ông lên YouTube. Cho mọi người biết là không khí đông nhất của nhà họ nhà mình cực kỳ vui năng giảng vậy. Đó nhá. Đây là nhà mấy ông Hạnh. Mười mấy ông Hạnh. Mọi người thấy ông Hạnh là ông của một nàng cháu nhỏ. Ông ơi ông, cháu yêu ông Trang, ông Trang, ông Trang yêu người. Cho năm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết ông vui. Sẽ tới đây thì đứng xa ngoài. Nắm tay đi vô sát bên ông. Ông vui quá, ông đứng dậy ông đi chơi mọi người giờ. Nhiều sức khỏe, nhiều bình an của Thiên Chúa. Là vợ cháu á, tóc á, tóc mày đâu, tóc mày đâu, tóc mày đến từ chùa rồi. Giờ ông rờ đầu cho nó có tóc đi. Con đi tu rồi. Vô tay ông kìa. Rồi, lần nữa vô chúc tuổi ông đi. Nắm tay ông. Chúc tuổi. Vô chúc tuổi ông. Tí đại diện chúc tuổi à. Đó. Ô, xếp hàng vô là đi chỉ tiếp. Chú An Thơ về đi chỉ nha. Bé lớn rồi, bé vẫn thấy cứ lì xì. Trời ơi, năm nào cũng vậy. Em in. Cảm ơn mẹ. Em in, cảm ơn mẹ nhiều. Con cháu nó bay quanh bà đông quá. Mẹ mày. Mày ra đâu, mày biết ăn rồi. Con. Ai đâu, dám ra. Mày làm mồi gì đấy nha. Xuống nhà ông Huy nè. Giờ đây.